Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile. Và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Và như đã thông báo ở trong các video hôm trước thì vào ngày 11 tháng 6 tới, chúng ta sẽ có thêm một cái bản cập nhật siêu to khổng lồ. Và kèm theo đó thì chúng ta sẽ có thể nhận được các phần quà, các phần thưởng cũng như là các mã code. Và tối hôm qua thì trên trang chủ của eSports FCY cũng đã thông báo chi tiết về cách chơi của cái phần sự kiện Euro 24 Tournament. Và ngoài ra thì Mr. Sabrit cũng đã lộ ra thông tin chi tiết về lộ trình anh em có thể nhận được các phần quà này. Vậy thì tất cả những cái thông tin đó là gì thì anh em hãy bắt đầu video này cùng Gà nhé. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách chỉ cho Gà một like và đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ làm nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thông tin từ Mr. Sabrit. Thì ông này cũng đã lộ ra chi tiết về lộ trình sắp tới cũng như là các phần quà anh em có thể nhận được. Đầu tiên thì vào ngày mùng 9 tháng 6, 1 giờ UTC Time, tức là sẽ rơi vào tầm khoảng 8 giờ sáng giờ Việt Nam, chúng ta sẽ có bắt đầu cái chuỗi ngày đếm ngược để cái phần sự kiện Euro. Thì về cái phần thưởng thì mình cũng đã chia sẻ rồi, chúng ta sẽ có 4 ngày để nhận được 4 cái phần thưởng. Đầu tiên là nhận được thêm cái điểm gem này, ngày thứ hai nhận được thêm là 1.500.000 coin, ngày thứ ba nhận được thêm gem, và cuối cùng ngày thứ tư anh em sẽ có thể nhận được thêm là con hàng Marciano. Và cái phần này thì chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày Chủ nhật anh em nhé. Tiếp theo thì cái phần bảo trì này thì sẽ bắt đầu vào 2 giờ UTC ngày 11 tháng 6, tức là chúng ta sẽ bắt đầu bảo trì vào 9 giờ sáng ngày thứ ba sắp tới. Do đó thì trong cái thời gian bảo trì chúng ta sẽ không thể vào được game. Và sau khi bảo trì xong thì anh em sẽ có thể nhận được một cầu thủ free, chính là cầu thủ Icon Fernandez và có order 92. Thực sự thì cái order này nó cũng hơi thọt, nhưng mà phải nói là cũng khá lâu chúng ta không có thẻ Torres rồi, nhưng mà cái order này thì hơi thọt. Hy vọng rằng sau khi ra cái phần sự kiện Euro, chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ Torres mới và chất lượng hơn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái buổi livestream vào ngày 11 tháng 6 19 giờ UTC, tức là sẽ rơi vào tầm khoảng 2 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 12 tháng 6. Thì thực sự thì cái bản cập nhật xong rồi, mình không chắc là EA ra cái buổi livestream để làm gì, có thể sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái bản cập nhật này hoặc là những cái thông tin khác. Nhưng mà có một cái thông tin cực kỳ quan trọng ở trong cái buổi livestream này, đấy chính là chúng ta sẽ có thể nhận được thêm cái mã code để có thể nhận quà. Do đó thì thực sự đã cập nhật xong hết rồi, nhưng mà EA vẫn cố tình để ra cái buổi livestream để cung cấp mã code cho anh em. Và tất nhiên là khi mà ra cái code này thì mình sẽ có một cái video giới thiệu cũng như thông báo đến anh em để em có thể nhận quà. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm thông tin liên quan đến cái việc là cái Icon Point này, cái điểm Pass Point, cái điểm là PvE Point có thể chuyển sang cái phần sự kiện là Euro 24 Point. Vậy thì cái điểm truyền điểm là như thế nào? Anh em có thể thấy là hiện nay trong cái phần sự kiện Team of the Season, chúng ta có cái phần là biểu tượng TOTS, tức là cái điểm Icon Point. Tức là những cái điểm này, nếu như mà anh em không muốn đổi điểm để nhận được các cầu thủ 96 thì em hoàn toàn có thể mang cái điểm Icon Point này sang cái phần sự kiện tiếp theo là Euro 24. Và ngoài ra thì cái điểm là PvE, tức là cái điểm PvP, tức là cái điểm mà đá có thể chuyển sang cái phần sự kiện tiếp theo, thì có thể sẽ trong cái phần là đấu trường TOTS, cái phần là TOTS Arena. Thì những cái điểm này, nếu như mà anh em đá xong rồi, anh em không muốn để đổi các cầu thủ, các phần thưởng trong đây luôn mà anh em không dùng nữa, thì em có thể đổi sang cái phần sự kiện tiếp theo là cái phần của sự kiện là Euro 24. Thực sự thì cái phần này mình nghĩ là nếu như mà anh em đã cài rồi thì em cứ mở đi, tại vì thực sự thì sang phần thưởng Euro 24 chưa chắc phần thưởng nó đã ngon đâu. Và cái việc quy đổi điểm này nó sẽ cũng bị trừ đi một vài điểm, nên là nếu như mà anh em đã cài rồi, mình nghĩ là anh em có thể mở luôn trong cái phần sự kiện tốt đẹp này, chúng ta không cần thiết là phải chờ sang cái phần sự kiện Euro 24. Còn liên quan đến những cái điểm, liên quan đến cái điểm Serie A hoặc là điểm La Liga hoặc là điểm của người Anh chẳng hạn, thì chưa có thông tin gì về việc là sẽ chuyển sang được. Do đó thì cái phần này mình nghĩ là thôi, chúng ta nghỉ rồi anh em ạ. Chúng ta có thể cài thêm cái phần biểu tượng, cài thêm cái phần đấu trường tốt đẹp, và ngoài ra thì cái phần là UTDS này chúng ta cũng có thêm một vài cầu thủ cũng khá là ngon. Do đó thì anh em cố gắng hoàn thành những cái nhiệm vụ này, còn những cái phần chắp khác thì mình nghĩ là anh em có thể bỏ qua anh em nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần sự kiện là Euro 24. Thực ra thì cái phần này như hôm trước mình cũng đã chia sẻ rồi, vào ngày 11 tháng 6 tới chúng ta sẽ có cái phần giải Euro, nhưng mà cái phần này chỉ là cái phần tournament thôi, tức là cái phần mà anh em sẽ phải lựa chọn các đội tuyển để tham gia thi đấu. Nếu như mà anh em nào đã chơi từ cái phiên bản FIFA 22 ấy, FIFA Mobile 22, thì chúng ta đều biết là cái phần này nó giống y như là cái phần của sự kiện World Cup. Còn nếu không thì anh em nào mới chơi cái phiên bản FC Mobile thì nó sẽ tương tự như là cái phần giải đấu trong cái phần là UEFA Champions League để em có thể cày cuốc. Thì ok, mình sẽ thông tin một vài chi tiết cho anh em nào là newbie, anh em nào chưa hiểu về cái phần tournament này nó sẽ là như thế nào. Đầu tiên thì cái giới thiệu overview, tức là cái tổng quan liên quan đến cái phần tournament này, thì nó sẽ là ra mắt vào ngày 11 tháng 6 nhé. Tức là 11 tháng 6 tới chúng ta sẽ đổi theme này, đổi theme liên quan đến cái giao diện của game này, liên quan đến
màu sắc các thứ nó sẽ liên quan đến cái phần sự kiện Euro này. Và trong cái phần sự kiện này thì chúng ta sẽ có những cái áo đấu của từng đội tuyển, cùng với đó nữa chúng ta sẽ có những cái quả bóng chính thức của cái giải Euro này để em có thể trải nghiệm nó y như là thực tế. Và ngoài ra thì có thêm một vài sân vận động nữa để em có thể tham khảo. Sau đó thì trong cái phần này chúng ta sẽ phải lựa chọn những đội tuyển để tham gia thi đấu. Thì liên quan đến đội tuyển này chúng ta sẽ có những cái chất lượng của đội tuyển. Ví dụ như là đội tuyển Đức chúng ta có 5 sao, hoặc là Scotland chúng ta chỉ có 4 sao thôi, hoặc là Hungary về chất lượng của nó cũng chỉ được tầm 3 sao rưỡi thôi. Thì liên quan đến cái phần sao của đội tuyển này, nó sẽ phụ thuộc liên quan đến cái phần nhận thưởng hoặc là các phần nhiệm vụ trong cái phần sự kiện Euro này. Nói chung là mình dự đoán nó sẽ tương tự như là cái phần sự kiện World Cup. Chúng ta sẽ phải hoàn thành những cái nhiệm vụ để có thể nhận được các phần thưởng tối đa nhất trong cái phần sự kiện này. Và sau khi chọn xong một đội tuyển rồi, anh em sẽ tham gia thi đấu nhé. Cái phần này thì chúng ta sẽ có tổng là 5 độ khó. Chúng ta sẽ có là beginner này, chúng ta có amateur, tiếp theo là cái phần semi pro, chúng ta có professional, và cuối cùng cái mức cao nhất sẽ là cái phần world class. Thì dựa vào cái độ khó này chúng ta sẽ có thể nhận được các phần thưởng khác nhau, nhưng mà cái phần đầu tiên có lẽ chúng ta sẽ phải bắt đầu từ cái phần là amateur. Sau khi bắt đầu xong chúng ta mới có thể mở khóa thêm được 3 cái phần này. Thực ra cái phần này thì khi mà ra chính thức anh em cũng sẽ biết thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phải mở dần từ độ khó. Và sau khi xong thì anh sẽ phải thi đấu nhé. Chúng ta lựa chọn xong đội tuyển rồi, chúng ta sẽ được sắp xếp vào ngẫu nhiên những cái bảng ở trong cái phần chế độ này để em có thể thi đấu. Thi đấu chúng ta sẽ đá như bình thường thôi, ngoài đời chúng ta sẽ phải đá vòng bảng. Tiếp theo từ vòng bảng chúng ta sẽ tiến vào các vòng trong. Nói chung là cái phần này nó sẽ tương tự như là ở giải ngoài đời, tuy nhiên thì nó là game thôi mà, game thì em cứ cày cuốc thôi. Và sau khi xong chúng ta sẽ lọt vào bán kết, chung kết, và sau khi vô địch thì sẽ có thể nhận được cái hiệu ứng vô địch, và ngoài ra nhận được thêm các phần thưởng. Nói chung là phần này thì mình nghĩ là nó cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật đâu. Cái phần quan trọng nhất chính là cái phần Euro 24 thì sẽ ra mắt khi mà cái phần sự kiện tốt đấy kết thúc, thì lúc đó anh em mới có thể cài cuốc, anh em mới có thể nhận được các phần thưởng free. Còn trong cái phần tournament này thì cũng chỉ để là một cái giải, cũng chỉ để là một cái sự kiện để chúng ta hưởng ứng cái phần sự kiện Euro ở ngoài đời thôi anh em ạ. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin về game ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cái phần nhiệm vụ trong cái phần sự kiện là Festa Junina để có thể nhận được con hàng Pele Free trong cái phần sự kiện này. Thì đầu tiên thì cái phần này hôm qua có một cái lỗi, đấy chính là chúng ta đăng nhập ngày đầu tiên rồi, tuy nhiên nó không đếm. Thì tối hôm qua thì EA cũng đã fix bằng việc là thưởng cho anh em là 200 cái điểm gem. Và hôm nay là ngày thứ 2 chúng ta cũng đã đếm là được 2/14 rồi. Thì cái phần này tối thiểu là 14 ngày anh em mới có thể nhận được con hàng Pele nhá. Cái phần này có bạn hỏi mình là nhiệm vụ này là như thế nào, thì anh em chỉ cần vào game thôi, chúng ta không cần phải làm gì cả, vào đủ 14 ngày là nhận thôi. Tiếp theo thì những cái phần khác liên quan đến phần bên dưới này thì mình cũng đã giải thích chi tiết rồi. Chúng ta cũng không có quá nhiều điểm khó khăn trong cái phần nhiệm vụ này, tại vì hiện nay chúng ta cũng đã có tiếng Việt rồi anh em ạ. Và ngoài ra thì trong cái phần Star Pass này thì thôi, nói chung là nhắc đến thì anh em nào có nhu cầu nạp cái phần Star Pass này thì anh em có thể inbox gà thông qua Zalo để được hỗ trợ nạp. Còn cái điểm Passport này, cái điểm này thì lúc nãy mình cũng đã chia sẻ của Mr. Sabrit là anh em có thể đổi từ cái điểm Passport này sang cái phần sự kiện tiếp theo là Euro 24. Nên là ngoài việc là anh em nạp cái điểm Star Pass này nhận được những con hàng ngon, chất lượng, cái điểm FC Point, thì em còn nhận được thêm cái điểm Passport này để có thể chuẩn bị tốt nhất cho cái phần sự kiện tiếp theo là phần sự kiện Euro 24. Và ngoài ra thì trong cái phần sự kiện Team of the Season thì anh em cứ cố gắng cày cuốc thôi. Mình cũng đã chia sẻ rồi, những cái điểm liên quan đến cái điểm Icon Point, cái điểm liên quan đến đấu trường có thể mang sang cái phần sự kiện tiếp theo. Còn những cái điểm khác liên quan đến La Liga, liên quan đến Serie A thì không mang sang được. Nên là mình nghĩ là thôi anh em ạ, anh em có thể cày cuốc hoặc không cày cuốc, nhưng mà nếu như có thời gian thì cày, còn không có thì thôi, nói chung là chúng ta cũng không có vấn đề gì cả. Và tiếp theo thì trong cái phần cửa hàng này thì như thường lệ thôi, mình sẽ tiếp tục. Hôm nay có gói gì mới không nhỉ? Hình như là không anh em ạ. Hôm nay cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Mình sẽ tiếp tục dùng 3.000 cái điểm SC Boy để mở nhân phẩm thôi. Cái phần này thì hàng ngày đều mở và hàng ngày, ngày nào cũng thế, ngày nào cũng đen này anh em ạ. Nói chung là đen thì là số của mình rồi. Nhưng mà sau khi đọc những cái comment của anh em rằng anh em chia sẻ anh em nhận được con hàng anh 7 chẳng hạn, anh em nhận được Messi chẳng hạn, thì mình cũng khá là vui. Nên là anh em nào mà mở được con hàng nó ngon, chất lượng, thì em cũng hãy cùng chia sẻ dưới phần comment để anh em khác cùng chung vui anh em nhé. Đây là cờ Đức CM. Bayern Munich là con gì đây? Goretzka 94 anh em ạ. Ui 94 cũng được anh em ạ. Và ngoài ra thì hôm qua mình nói là cái gói 4.000 điểm gen nó tự động đi đâu mất rồi, thì em chia sẻ là nó vào cái phần là sự kiện hàng đầu. Có lẽ là cái gói 4.000 điểm gen này ít người mở nên là EA không để cái phần nổi bật nữa mà chuyển sang cái phần là sự kiện hàng đầu. Và ngoài ra thì những cái phần bên dưới này cũng không có gì. Tiếp theo thì mình sẽ vào cái phần exchange nhé. Cái phần này thì nói chung là thuộc hàng 94 thì gần như là cũng chỉ để làm cảnh thôi. Và nếu như mở, biết đâu mở được con hàng nào ngon thì ok, còn không mở được con hàng ngon thì cũng chẳng sao cả. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với một cờ Argentina.
CF Dybala bao nhiêu nhỉ? Dybala Euro bao nhiêu nhỉ? 97, tuyệt vời anh em ơi, được anh em ơi. Con này nhìn cũng khá là đẹp, cũng khá là ok. Và có thể nói là hôm nay nhân phẩm mình cũng gọi là tạm ổn, không quá đen. Và liệu anh em có mở được con hàng nào ngon trong cái phần exchange và mở patch trong cái phần store hay không thì hãy cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và trên đây là một vài thông tin về FC Bayern ngày hôm nay. Cụ thể thì sau khi cập nhật anh em sẽ nhận được con hàng là Fernando Torres, một cầu thủ có VR chỉ là 92 thôi, nhưng mà nói chung là thẻ này cũng khá là đẹp. Và ngoài ra thì bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng 6 chúng ta sẽ nhận được chuỗi quà của EA. Nói chung là những cái quà đấy thì em vào game mà nhận thôi. Nói chung là thông báo trước để em biết, còn không thì em vào game vẫn nhận được. Và tất nhiên là sau khi có những cái cập nhật mới nhất về FC Bayern thì mình sẽ ra video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like và đăng ký nhé. Cảm ơn anh em. See you soon. Yeah.